tất cả mọi người đều có, chỉ bé áo trắng này nói hâm. Người ta bởi người ta cái đầu óc của người ta nó ngây thơ trong trắng. Cái đầu óc mình là đã không ngây thơ rồi, đúng không? Mình giả bộ mình hỏi vậy thôi. Cũng vậy, xong bé này ngây thơ lộ liếm, không nóng đúng không con? Thấy chưa? Mà con biết sao không? Cô nóng. Thế con có cho phép cô cởi cái áo khoác này ra không? Ý của cô là vậy đó. Nhưng mà cô chỉ cởi áo khoác thôi, chứ không phải là tất cả. Cô xin phép con nhé. Và xin phép các bạn nhỏ nhé. Có một em rất nhỏ ở trên kia kìa. Đâu rồi? Đấy, đấy. Ôi trời, nhỏ xíu à. Ta nói chắc cũng 3 tuổi đó. Quơ cây rất là khí thế. Cô xin phép con cho cô cởi cái áo khoác này được không? Nếu con đồng ý, con hãy quơ cái cây đó đi. Con hãy quơ cái cây. Còn nếu mà con không quơ cây thì cô tự biết. Rồi con đã quơ rồi. Cô xin phép nhé. Chị xin phép các em. Em cứ đứng trước đi. Rồi đó em. Như các em cũng đã biết, cảm ơn em. Như các em cũng đã biết ha, thời gian qua mức độ trọng lượng của chị nó có nó có tăng lên đáng kể. Tuy nhiên sau cái thời gian nhận ra, đôi khi trong một phút nhìn lại mình vẫn thấy mình mập chứ. Và mình nhận ra rằng ôi, mình có thể mập như thế sao.